Xin kính chào quý vị và các bạn. Chiều nay mình lại có mặt để giao hàng cho một ngôi nhà tại xóm Mỹ Lộc, xã Nghĩa Lộc, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An. Thì sau một thời gian tìm hiểu về chất lượng và giá cả thì chủ nhà đấy đã tin tưởng và sử dụng dòng sơn Kisona bên mình. Và hôm nay thì bên mình sang giao hàng cả gạch cả sơn. Đây xe gạch đang còn xuống hàng đây. Còn đây là xe sơn. Thì ngôi nhà này là tổng diện tích nó khoảng hơn 100 m², nó gồm 3 phòng ngủ và một phòng khách, đằng sau là phòng nấu ăn và nhà vệ sinh. Thì ở trong nhà này là chủ nhà dùng sơn siêu bóng hết, và ở trên này là dùng sơn siêu trắng trần. Đây là sơn siêu bóng đấy, cả trong cả ngoài đều dùng siêu bóng hết, và sơn lót kháng viêm ngoài thất cao cấp hết. Thì sau thời gian tìm hiểu thì chủ nhà đã quyết định tin tưởng và sử dụng sơn bên mình.